Welcome to Andy Chris Show. 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 Andy Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS đến trong chương trình Tài Năng Trẻ ngày hôm nay. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một giọng hát mới, một tiếng hát mới, tuy là mới nhưng rất là độc đáo, rất là tuyệt vời. Đây, nam ca sĩ Vũ Quang Vinh. Xin chào Vinh. Xin chào anh Andy Chris và xin chào quý khán thính giả đang theo dõi đài VBS. Khi nói đến tiếng hát mới, tất cả các fan của Quang Vinh sẽ đặt ra một cái câu hỏi là anh đi hát từ lúc nào mà gọi là mới? Thì không phải là mới, đây có nghĩa là mới đi vào cái ngành, đã đi vào ngành lâu nhưng tiếng hát của anh mới đến cái quần cam này không bao lâu và đã gây ra nhiều cái ấn tượng. Thì bây giờ đầu tiên đó là Vũ Quang Vinh đó, thì em có thể chia sẻ là những cái sinh hoạt văn nghệ của em gần đây nhất tại cái quần cam. Dạ thưa anh và thưa khán thính giả, thì cái show diễn gần đây nhất của Vũ Quang Vinh tại quần cam đó là Vũ Quang Vinh tham gia chương trình Đóa Hồng Vu Lan. Wow. Dạ, vào ngày 16 tháng 9 vừa rồi. Và em xin được chia sẻ với anh là em nhận được phản hồi rất là tốt về phía khán giả. Là chương trình rất là thành công và riêng cái bài mở màn của em là bài Bông Hồng Cài Áo thì đã tạo được ấn tượng rất là mạnh đến khán giả. Là tại vì được dàn dựng rất là đẹp và cũng một phần nào đó cái bài hát đó em thể hiện khá tốt. Thành ra là sau khi ra về thì rất là vui là có rất là nhiều vị khách ở nán ở lại chờ em và để chỉ gặp em chúc mừng. Ồ, như vậy em phải nói phải thành thật mà chia vui với em là em đã thành công rất là nhiều. Khi em nhắc đến gọi là cái đêm nhạc mà về Vu Lan thì chắc chắn là sẽ có nhiều quý khán thính giả lớn tuổi trong đó. Và phải nói là những bậc trưởng thượng đó thì yêu thích cái dòng nhạc về gọi là nói về tâm. Phật. Mà em đã hát cái bài Bông Hồng Cáo thì anh thiết nghĩ là em hát cái bài đó là em rất can đảm, mà tại vì em phải đạt được gọi là một cái mức gọi là để cho người ta gọi là thưởng thức, tại vì nhà phẩm đó rất là khó hát và cũng rất là nhiều ca sĩ hát, đúng không? Cho anh hỏi chứ cái sở trường của em ngoài gọi là cái những cái thể nhạc về tâm linh Phật học như vậy đó thì em hát chính là cái thể nhạc nào, nhạc truyền cảm, nhạc của mạng? Thưa với anh là lúc đầu thì em đi theo thể dòng nhạc thính phòng. Nhưng mà sau đó thì khi mà qua đến bên này thì em lại được khán giả yêu thích qua những bài hát nhạc trẻ. Thì em hát ở nhà hàng VIP Ramada vào mỗi tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, cũng như là đi show ở khắp nơi. Thì khi mà họ thấy em thì họ yêu cầu em hát những cái bài mới bây giờ. Ví dụ như em rất là được quý khán giả yêu thích với bài hát Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Cứ nhìn thấy mặt em mặc là Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu Vũ Quang Vinh ơi, hoặc là sau này là bài Ngỡ. Chia vui với em là khi mà em mới bước vô trong cái studio của hệ thống truyền hình VBS rất là đặc biệt. Thì em biết là anh nói wow, đây không biết phải là một ca sĩ hay là một nam diễn viên tại tuổi điện ảnh hay không. Mà vì em đã bực mí đó, khi em đi trình diễn đó thì người ta lại yêu thích những cái dòng nhạc tươi mát của em. Cho anh hỏi thêm là anh có nghe cái bài hát là bài Tango Cho Em, một thể nhạc tình, nhạc tango, thì em hát cái bài đó anh thấy là rất là đắc ý. Thì em trình diễn thì khi mà em đi trình diễn ở những cái show xa gần ở đây đó thì cái feedback của người ta như thế nào? Riêng đối với bài hát bài Tango Cho Em á, thì khi mà lần đầu tiên em xuất hiện trên truyền hình tại tại bên Mỹ này thì quý khán giả và em trình bày bài hát đó, thì sau đó thì quý khán giả gọi điện thoại vô đài rất nhiều và yêu cầu rằng là em quay clip bài đó và đồng thời em nên phát hành CD trong đó có bài Tango Cho Em. Thì thưa với anh rằng là bài Tango Cho Em sẽ nằm trong cái CD sắp phát hành của em vào, em nghĩ là chắc vào giữa tháng 11. Thì em sẽ phát hành hai CD cùng một lúc. Thứ nhất đó là CD nhạc thính phòng, thể loại nhạc thính phòng. Thì trong đó có một số nhạc phẩm, thì em xin bật mí một vài nhạc phẩm là có bài Tango Cho Em, có Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng. Có Ngậm Ngùi và một liên khúc gồm 4 bài nhạc, đó là Linh Hồn Tượng Đá, Tôi Đưa Em Sang Sông, 10 Năm Tình Cũ và Yêu Em Vào Cõi Chết.
Wow. Yeah. Anh Thiết nghĩ là một người ca sĩ mà anh vừa giới thiệu rất là trẻ, nhưng mà em hát những cái bài nhạc phải nói là rất là độc đáo, là tại vì đó là những nhạc phẩm mà được bao nhiêu ca nhạc sĩ đã trình tấu trình bày trên là khắp mọi nơi trên các trung tâm, mà những bài nhạc em chọn phải nói là rất là xuất sắc. Anh Thiết nghĩ rằng quý vị khán thính giả cũng như là fan, những người fan mà ái mộ em không thể nào mà thiếu được cái CD đó, đúng không? Đặc biệt nhất đó là có những nhạc phẩm của Phạm Duy, ví dụ như bài Đưa Em Tìm Được Hoa Vàng. Nhạc phẩm đó là một cái nhạc phẩm của anh bất hủ. Em phải nói là em đã hát và thu được cái bài nhạc đó thì anh nghĩ là giọng của em không thể nào có thể nào mà chê được cả, đúng không? Hy vọng tất cả các fan sẽ chào đón cái DVD đó, cái CD đó trong vòng 2 tháng 11. Và một cái CD tiếp theo đó là CD rất đặc biệt, mang cái rất là nhiều tâm sự của em ở trong đó, là CD về chủ đề mẹ. Thì thưa với anh là mẹ của em đã mất vào năm 1995. Kể từ lúc đó thì tất cả những bài hát về mẹ đều đem lại cho em những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và khi qua đến bên này thì em lại càng thấm thía hơn cái sự mà mất mát và cái nỗi buồn của một người con khi phải sống xa xứ. Và sau đó thì em nhận được rất là nhiều sự yêu cầu cũng như khích lệ của các anh chị em, bạn bè và quý khán thính giả. Thì em quyết định thực hiện một cái cuốn CD mang chủ đề mẹ. Thì và em nhận được phản hồi rất là tốt, mặc dù CD chưa phát hành. Có một vị khán giả từ Oklahoma. Bác đã 73 tuổi, thì có một hôm tình cờ em nhận được cú phone, thì bác nói là bác nghe con hát bài Lòng Mẹ trên đài thì bác rất là thích, và con cho phép bác là mỗi tháng bác gọi điện thoại bác hỏi thăm con một lần được không? Đó là cái điều rất là mừng đối với em, và em được khán giả đón nhận như vậy. Em rất là vui, rất là hạnh phúc. Cái tiếng hát của em và em cũng có một cái relationship, tức là một cái tình thân giữa khán giả từ một cái tiểu bang xa Oklahoma đã gọi điện thoại cho em, mà ái mộ em đến là sẽ liên lạc với em trong vòng tháng. Đó là một cái, phải nói là một cái niềm rất là vui, hạnh phúc cho em, đúng không? Cho anh hỏi thêm là khi nào đó thì em sang Mỹ? Em qua Mỹ vào cuối năm 2009. Và sau đó thì em bắt đầu sinh hoạt văn nghệ vào 2010. 2010. Đi trước về năm 2009 thì em những cái sinh hoạt văn nghệ của em như thế nào? Hay là em chỉ đi làm, hay là em đi học, hay là em có một cái business nào? Xin mời em giới thiệu. Giống như là thưa quý anh là học tài thi phận vậy đó. Em khi mà còn đi học đại học á, thì em đoạt giải tiếng hát sinh viên học sinh toàn quốc năm 1998. Rất là hay. Nhưng mà cái sự nghiệp ca hát nó không có mỉm cười với em hay sao á? Thì lúc đó bạn bè mới nói là lúc đó đi hát làm cái gì? Đi làm mà lo mà kiếm tiền đi. Tại em thì thật sự ra em thì thấy tiền thì cũng ai cũng sáng sáng. Thì lúc đó thì em làm về một cái ngành, về ngành shipping và forwarding tại Việt Nam. Và trước khi qua Mỹ thì em có một cái công ty nhỏ nhỏ thôi. Làm về đại lý cho các hãng tàu. Khi mà nói về mà gọi là cái sự nghiệp của em á, thì anh biết là em còn trẻ, nhưng mà em đã thành công, em đã đạt được một cái phải nói là một cái giải mà thi dùng ca vàng, và em cũng có làm trong cái vấn đề mà là business như vậy. Thì bây giờ cho anh hỏi, khi mà em sang bên Mỹ nữa, thì em ước mơ, cái ước mơ của em, nếu em có một cái ước mơ thôi, một là nghệ thuật, hai đó là về thương mại, thì em sẽ ước mơ em thành công bên lĩnh vực nào? Hay là muốn cả hai? Chết rồi. Hình như câu hỏi này nó hơi bắt bí cho em. Hơi bắt bí cho em là tại vì lĩnh vực nào em cũng muốn. Em cũng muốn. Cũng muốn có chút. Ví dụ như là thương mại thì em cũng muốn có một cái cơ sở vật chất riêng cho mình. Còn về đối với là nghệ thuật thì đó là cái niềm đam mê của em từ lúc còn trẻ. Thì khi qua đến Mỹ em mới có cơ hội để dấn thân đi theo nghề. Thì em rất là mong muốn là mình sẽ có được cơ hội đến tiếp cận với lại quý khán thính giả nhiều hơn. Và rất mong nhận được sự đón nhận cũng như sự yêu thương của quý khán thính giả dành cho Vũ Quang Vinh trong thời gian sắp tới. Và đặc biệt là khi mà CD của em sắp phát hành thì em lại mong muốn là nó sẽ tạo được ấn tượng tốt nơi quý khán thính giả và được quý khán thính giả đón nhận.
Và anh nghĩ là gọi là cái gọi là những điều mà em vừa chia sẻ với anh đó, thì tất cả các bạn trẻ, các nhất là các ca sĩ trẻ đều có chung cái đường lối là mình sẽ thành công và được mang tiếng hát của mình để phục vụ cho tất cả bao nhiêu fan của mình, mà bạn bè của mình cũng như là khán thính giả ở khắp mọi nơi, thì đó là một cái điều chung chung. Và anh nghĩ là với cái tiếng hát của em và với cái phong cách của em trình diễn trên sân khấu mà anh có dịp nghe qua đó, thì anh thấy là chắc chắn em sẽ thành công. Bây giờ chúng tôi xin tạm ngưng chương trình trong giây phút. Mời tất cả quý vị hãy giữ làn sóng của hệ thống truyền hình VBS. Chúng tôi sẽ trở lại sau. Xin cảm ơn. Welcome to Andy Quiz Show.